À, dạ, xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Tuần mới thì Viết Phú xin gửi lời chào thân ái, trân trọng đến tất cả quý vị anh chị cô chú. Chúc tất cả quý vị anh chị cô chú một năm mới mạnh khỏe và nhiều may mắn. Hôm nay thì em đi ra bọn đồ cũ để em bán một cái camera, một combo camera cũ. Em mua em chưa sử dụng, hàng mới tinh nhưng em chưa sử dụng camera hành trình cái thứ. À, để có thể treo xe đạp, treo đi bơi cái thứ cũng dùng được, nhưng mà em chưa dùng nên em đi bán tiện này, trong lúc chờ người ta check hàng vì hàng mới đâu rồi em chưa động đến. Em đến mấy cái chỗ quầy nó hỏng em quay viện sư chủ xem tham khảo mấy con đi chơi. Mặt đây là một con loa sao bà TV của Yamaha IAS 101, giá 5 sen cộng thuế 5 sen 5. Nó sẽ nằm hơn triệu, đắt phết. Con này không có điều kiện. Đây em cũng muốn tìm mấy con gọi khách, người ta gọi là tí em quay lại em quay tiếp bác tiếp đấy. Em vừa ra để lấy cái tiền bán cái bộ camera của viện, bộ camera hành trình cái thứ em mua tính tiền Việt mới là hơn 1 triệu. Em mua bên này ấy, không phải mua Việt Nam đâu, tính là hơn 1 triệu, nhưng mà em vừa bán thì người ta mua hơn 200 thôi. Thế em biết là cái đây người ta mua rất là rẻ nhưng người ta bán ra cũng khá là chát. Bây giờ người ta bán ra cũng phải ít 3-4 sen, 6-700 nghìn là bình thường. Nên em quay tiếp quý vị các bạn cùng các anh chị cô chú cùng xem nhé. Đây là một bộ loa ở cái quầy hàng hỏng nhé. Sansui S700XD. Con này thì nó bảo là hàng hỏng. Con này thuế thì chưa tính thuế là giá 2.000 yên. 2.000 yên tương đương khoảng tầm 440.000. Tính tiền yên là giờ khoảng 220.000. 220 đồng thì đổi một đồng Việt 20 20 220 đồng Việt thì đổi một đồng yên. Đấy là gấp 220 lần cái đám tiền Việt Nam thôi quý vị. Đấy, đây quý vị mua hàng thì cứ cân nhắc tiền sẽ tiền hàng bên này sẽ nhân 220 sẽ ra tiền Việt Nam. Còn nhiều bác hỏi là thanh toán qua ai hay là gửi tiền qua nước ngoài nào thì là thanh toán qua số tài khoản của Việt Phú tại Việt Nam. Em vẫn dùng số điện thoại Viettel em của em ở bên này, chuyển vùng quốc tế. Vẫn banh Blood, vẫn banh số điện thoại, số tài khoản bình thường nhé. Đây là một bộ sân xui, em quay quý vị các bạn cùng xem ngồi chút. Ngoài thì nó cũng rất là có cái hồ gỗ, nó vẫn còn rất là đẹp, còn nguyên bản nhé. Đây nó không ghi cái nội dung hỏng là gì, hay ghi là cái âm xuất, nghĩa là bình thường nó vẫn xuất âm, nhưng mà Hekomi Ari Hekomi này là cái gì em cũng không biết, nhưng mà không rõ lắm, nhưng mà âm thanh thì xuất nhưng mà vẫn thì có vấn đề một chút về âm thanh không đều hay gì đó. Cái đấy thì em nghĩ là không quá khó khăn. Cái này thì cái màng nó bị bóc một chút, này thì cũng ảnh hưởng đến âm thanh, không có thể khắc phục được, hơi hơi tiếc một chút. Cái màng loa gân loa của cái con này vẫn còn đẹp nha quý vị nhé. Giá thì nó rất là rẻ, từ 2 sen khoảng 440.000. Để em sẽ ra phía sau quay xem nó sản xuất ở đâu. Để sau nha quý vị nhé, sau cũng còn khá là ok. Đấy. Nhìn qua video thì mình thấy rất là đẹp. Con này thì 150W nha quý vị. Đây, có gì đây. Yamashii Denki là sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan nha quý vị nhé. Con này thì cái giá nó thì rẻ nhưng mà cái loa nó nặng. Em sẽ nhắc thử xem nó khoảng tầm bao cân. Em sẽ bỏ cái loa vi tĩnh này xuống nữa. Loa vi cun này thì nghe cũng được phết. Một con loa này thì em sẽ bách thử nó xem. À, không nặng lắm, một loa này rơi vào tầm 6-7 cân quý vị, đôi loa thì tầm 15 cân, cho tầm phiến phiến rồi thì hộp phiếc nữa, nếu mà
đi đường máy bay thì 200 nghìn một cân, khoảng 10 ngày sẽ về Việt Nam. À, vì xuống kho người ta tập kết nên người ta đi theo chuyển hàng của họ chứ không phải trực gửi như bác hỏi trực tiếp hay thế nào, gửi về nhà trực tiếp cho anh như thế nào. Em gửi trực tiếp cũng được ngay, nếu mà các bác có yêu cầu em gửi trực tiếp từ đây về nhà các bác luôn, không qua công ty vận chuyển được. Nhưng mà về Việt Nam thì hải quan người ta sẽ thu tiền hải quan khi các bác lên bưu điện nhận hàng, thì sẽ đóng thêm chắc là tiền loa này, chắc phải đóng 1 vài triệu tiền cước hải quan nếu các bác yêu cầu, ok ngay. Còn nếu mà không phải đóng tiền hải quan nữa thì em phải gửi qua công ty vận chuyển thôi, thì em cũng phải làm kiểu vậy để tránh cái tiền chi phí cho quý vị anh chị cô chú thôi. Đấy, ngon này, rất là đẹp 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 đẹp. Em chắc là mai sẽ kiểu một con âm ly về, sẽ nhấc đôi này về nghe được ấy. Đẹp, nó chỉ ở bị bong một tí ở góc quý vị này. Bong góc con này cũng vậy, nói chung là ok. Đấy, đâu này có một mấy đôi cũng khá là rẻ. Đây, đây có một con Columbia này, con này còn giá có 1 sen thôi, 220.000 thôi quý vị. Cái căng nó chặt lắm. À đây, cậy bong móng tay mà không ra được quý vị. Columbia Speaker System. Đấy, em sẽ xem phía sau của nó. Trên trốc có một con Pioneer có gạt chân Columbia vị nhá. Đây thì là hàng Việt Nam, à, quên quên em em nhầm, đây là hàng Nhật Bản đấy quý vị nhá. Tất cả hàng là chữ là bằng tiếng Nhật và dưới có chữ Nhật Bản này kìa. Columbia này, công ty Columbia Nhật Bản. Đấy, giá thì có 1.000 này. 1.000 đấy quý vị nhá. Có ghi âm suất ok này, âm suất đã xuất âm này. Còn cái chất lượng âm thanh thì họ không không trách nhá. Họ chỉ trách là có ra âm thanh hay là không ra âm thanh thôi. Đấy. Vì đây là hàng đồ cũ tùm lum nên là không phải là họ chuyên loa, nên là họ chỉ trách ở một phần nào, một tương đối nào đấy thôi. Nếu chúng ta đòi họ trách ok ngon thì cũng khó. Đó là sự thật nó vậy. Trên này thì có một em Pioneer. Còn này nặng như cái loa to, nặng thế. Pioneer CSV25LR có một cái thôi, có giá treo khá đẹp, giá 1.000, 1.100 cả thuế. Đấy, trên này thì có mấy cái bát rời ở thằng nào ấy, thấy tên tuổi tem nhãn gì để biết cả. Bát 20 hai đôi luôn. Đấy, quay hàng hỏng nha quý vị nhá. Không biết là của hãng gì, Made in Japan này. À, xuất âm ok này. Ôi rồi, nặng hả? Có cái 500 nó nặng này. Cái điện trở là 4 ôm này, 31 ampe này. Made in Japan này, không biết là của thằng thằng hãng gì. Giá thì 1.500. Ồ, rẻ thế. 1.500 khoảng hơn 300, 350. Rồi, hai đôi luôn. 31 ampe và 4 ôm. Made in Japan, không không có tên tuổi của loa gì, nó dán lại nên không mở được quý vị. Hơi tiếc là không không xem được, quý vị cùng xem. Đấy. Bên này thì có một bộ loa to đây là gì nữa. Loa này là model JL9100 của Tio quý vị. Rồi. Đấy, căng cạy ra cái này nó bong. Giá 12.000. 12.000 tương đương khoảng 2 triệu mấy, 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Con này thì em sẽ nhấc thằng này xuống, tháo cái căng ra cho quý vị xem. Con này bao quay thì phải. Xuất âm, đây nó có ghi xuất âm này. Nói chung là nó bị nhiễu. Nhiễu. Rồi. Trời. Đồ nội dung nội thất là vẫn còn ok nha quý vị. 30. 30. À, cái chép trên này nó bị rách cái màng này rồi. Bục cái này. Này thì quý vị có thể làm được. Giá thì 12.000 và tương đương khoảng 82 triệu
rưỡi 2,6 triệu gì đấy, chưa bao gồm cước. Đôi này thì nặng đấy quý vị, quay vài khôi đôi này nặng đấy, không chơi được đâu. Tio ZL 9.100 đấy. Bên này là có thằng gì đây? Victor. Thôi, đôi này không quay nữa. Con này là có hay là có cái tép kem ở trên này này. Đấy. Tháo căng luôn. Giá 2.000. Ủa, con này cái nội thất trong hơi hơi xấu. Victor BLA-G2620. À, cái này là có thằng National đời chắc là cổ lắm rồi. On off bằng kiểu này nữa. Hộp gỗ đẹp thật, 1.000. 1.000 thì hơn 200 à. À, nồi dự gửi đi mát. Nồi dự là gì không biết nữa. À dạ. Cái đũm vặn hiệu vai tháo lắp vào cho người ta. Hôm nay nó đập chết. Đây, nói chung là cái chỗ này cũng nhiều loa vậy. Loa đài thì nhiều mà hàng rác rác cũng nhiều. Em đầu này em thấy một đôi Diatone nữa, em sẽ để em quay vị cùng xem. Đây có bộ Diatone DS28B vị. Rồi, căng này, ba quầy, 320. Nói chung là đẹp. Giá 5.000. Sita Nhi Hekomi. Con này thì cũng xuất âm thanh, cũng có âm thanh nhưng mà nó cũng có bị có vấn đề về âm thanh một chút, nhiễu hay gì đó. Cái từ này là phiên âm từ chuyên ngành nên em cũng không rõ lắm. Đấy, kiểu vậy. Đấy, hồi gỗ đẹp. Trên này là một đôi Sony đẹp, con này nhưng mà lại không xuất âm, không ra tiếng quý vị. Bán hàng hỏng 5.000, hơn 1 triệu. Ở trên này có đèn để nhảy chớp chớp, khi mà âm thanh thì chớp đèn trên này khá đẹp. Nội thất còn ngon lành. Nó ghi mấy cái từ phiên âm từ tiếng Anh hay tiếng Nhật này nhiều cái không đọc. Erecto Hostiku. Nói chung là một cái nào đấy không xuất ra âm một phần nào trên cái loa ấy. Còn lại là vẫn còn đẹp, đầy đủ hết nội thất, dây chạc, bắt radio FM AM ok hết. Đấy, này em quay vị chị của chú tham khảo mấy con tổ họng vậy. Em xin phép về, có gì em quay tiếp. Thì trời cũng hơi muộn, em đi làm về ghé vào quán bán đồ. Bên này có bếp ga thì ra không được, thôi chả quay nữa. Thôi em xin chấm dứt video nha quý vị anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau ạ.